Xin chào Omi, và ngày hôm nay thì mình rất vui mừng được ở đây trên tay nhanh chiếc điện thoại là iPhone 8 Plus, một sản phẩm mà được Cellphone S đã phân phối về sớm nhất tại miền Bắc. Và nếu như mà anh em nào mà quan tâm về sản phẩm và muốn có luôn em iPhone 8 Plus này thì ngay tối ngày mai là có thể ra các cơ sở của Cellphone S để đặt mua. Và hiện thì mình đang có phiên bản là iPhone 8 Plus màu vàng gold với dung lượng là 256GB, và ở đây là màu Space Gray với dung lượng là 64GB. Và khi mua ở Cellphone S thì các bạn sẽ được 1 đổi 1 miễn phí trong vòng 1 năm, nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm nhé. Bây giờ thì chúng ta hãy thử mở hộp luôn để xem bên trong có gì. Thực sự là mình rất hồi hộp. Bên trong thì tạm nói về thân máy thì mình sẽ cho các bạn xem trong này phụ kiện sẽ gồm có những gì nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có, đây là sách hướng dẫn sử dụng này. Ở dưới thì sẽ có củ sạc 3 chân. Ở đây sẽ là tai nghe. Và đây là cáp. Và tất nhiên là cáp Lightning rồi. Vì đây là máy mới và chưa được active nên là mình chỉ mới có thể trải nghiệm cầm nắm và thiết kế bên ngoài cho các bạn thôi. Thứ nhất thì mình sẽ nói về thiết kế, như các bạn nếu mà có xem và quan tâm đến các sản phẩm của Apple thì chắc chắn là biết là thế hệ iPhone 8 thì Apple đã thay đổi thiết kế là không còn là mặt nhôm nữa mà thay bằng đấy là mặt kính rồi. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ vẫn có cái khung viền kim loại. Ở đây mình trải nghiệm cầm nắm trên tay thấy cái mặt kính này khá là đẹp và bóng bẩy, tuy nhiên lại để lại dấu vân tay. Bên cạnh đó thì chất liệu hoàn thiện giữa mặt kính và cái khung viền kim loại này cực kỳ tốt, và nó không có chi tiết thừa, nói chung là sờ rất là mịn. Ở đây thì mình đã có luôn chiếc iPhone 7 Plus để so sánh cho các bạn thấy. Và chúng ta có thể so sánh được người anh em iPhone 8 Plus với người em trước đó. Màu ở đây trên tay mình là màu vàng, nhưng mà mình lại có cảm giác như màu vàng này nó hơi nghiêng về màu hồng một chút, trông rất là đẹp mắt. Thực sự thì khi mà xem ở sự kiện là mình đã yêu em này ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Thật sự nếu mà con gái dùng thì rất là đẹp luôn. Nó sẽ không quá là hồng rực như ở trên phiên bản iPhone 7 Plus. Một cái thay đổi nữa mà mình nhận thấy ở thiết kế của iPhone 8 Plus khi mà so sánh với iPhone 7 Plus, các bạn có thể nhìn thấy ở ngay đây, đó chính là thay đổi về camera. Về camera thì chúng ta sẽ nhận thấy là ở trên iPhone 7 Plus nó được làm liền mạch luôn và sẽ không được bo viền kim loại xung quanh như ở trên iPhone 8 Plus. Bởi vì sao? Bởi vì trên iPhone 8 Plus thì mặt lưng đã là mặt kính rồi, nên là Apple đã cho bọc thêm một cái khung viền kim loại này để bảo vệ camera tốt hơn. Ngoài ra thì cái giải anten vô duyên ở trên iPhone 7 Plus, thực sự thì nhìn quen rồi sẽ thấy trên iPhone 7 Plus giải anten này không vô duyên đâu, nhưng mà trên iPhone 8 Plus mình đã thấy là giải anten chỉ còn thế này thôi. À, bên cạnh đó nói qua một chút về camera, vì rất tiếc là chưa được trải nghiệm vì máy chưa được active, thì chúng ta sẽ có một camera giữ nguyên là vẫn là camera 12 megapixel, tuy nhiên là sẽ có cái hệ thống cảm biến mới và sẽ giúp cho các bạn có khả năng là quay video 4K này. Bên cạnh đó là hỗ trợ tốt trong việc trải nghiệm những cái công nghệ như là công nghệ AR. Và mình sẽ nhắc lại về cấu hình thì iPhone 8 Plus sử dụng con chip là Apple A11 Bionic và nó có dung lượng RAM là 3GB. Bên cạnh đó thì dung lượng viên pin lại bị giảm xuống một chút so với thế hệ trước là chỉ còn 2675mAh thôi. Chi tiết về cấu hình, camera cũng như là hiệu năng vân vân thì mình sẽ phải đánh giá sau khi mà có máy trên tay và được active. Nhưng mà nếu như mà bạn nào mà muốn mua một sản phẩm mới của Apple với camera kép, chụp ảnh đẹp và mặt kính bóng bẩy sang trọng có hỗ trợ sạc không dây thì có thể trải nghiệm luôn iPhone 8 Plus. Và ngày mai, ngay tối mai ngày 22 tháng 9 thì trên các hệ thống của Cellphone S đã có hàng. Các bạn có thể ra và đặt hàng mua ngay, đi kèm với chính sách bảo hành 1 đổi 1 miễn phí trong vòng 1 năm cực kỳ hấp dẫn. Và link chi tiết về giá bán cũng như là sản phẩm mình sẽ để phía dưới nhé. Cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi. Nhớ like, share, subscribe và vào studio nhé. Bye bye.